Sau khi kết thúc mùa giải 2023, các đội bóng tại V-League đã gấp rút chuẩn bị cho mùa giải mới sẽ khởi tranh vào cuối tháng 10 tới. Trong nỗ lực bổ sung lực lượng, câu lạc bộ BKMX Bình Dương đã chiêu mộ thành công tuyển thủ quốc gia hậu vệ Quế Ngọc Hải. Theo thông tin mới được công bố, Quế Ngọc Hải đã gia nhập BKMX Bình Dương theo dạng chuyển nhượng tự do. Hợp đồng giữa đôi bên có thời hạn 3 năm với mức lót tay trước 10 tỷ đồng cho 2 năm. Trước đó, hậu vệ này đã xin thanh lý hợp đồng sớm 1 năm và được câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đồng ý. Quế Ngọc Hải từng gia nhập câu lạc bộ Viettel vào năm 2018 trước khi trở lại xứ Nghệ vào năm 2022. Việc chiêu mộ Quế Ngọc Hải cho thấy tham vọng trở lại của Bình Dương sau một mùa giải gây thất vọng. Đội bóng đất thủ được cho biết cũng chiêu mộ tiền vệ Nguyễn Hải Huy bên cạnh nỗ lực giữ chân tiền đạo Tiến Linh. Sau khi kết thúc V-League 2023, Phạm Thành Lương đã nói lời chia tay với câu lạc bộ Hà Nội. Dù hợp đồng vẫn còn thời hạn đến hết năm 2023, tiền vệ này cũng quyết định giải nghệ để chuyển sang công tác huấn luyện. Được biết, Thành Lương đã nhận lời dẫn dắt câu lạc bộ Hòa Bình, đội bóng vừa chia tay huấn luyện viên Lê Quốc Vượng. Thành Lương trưởng thành từ lò đào tạo của Hà Nội ACB trước đây, nổi tiếng với cái chân trái rất khéo léo. Sau khi gia nhập câu lạc bộ Hà Nội vào năm 2013, cầu thủ này đã gặt hái được nhiều thành công với 5 chức vô địch V-League, 3 cúp quốc gia và 4 siêu cúp quốc gia. Cùng với đó sở hữu 4 quả bóng vàng Việt Nam.